Vợ chẳng thể ngờ cô gái trẻ sinh chồng đưa về giúp việc nhà lại là con giáp 13 phút không phải cứ ô xin trẻ. Ô xin đẹp là mùi trai ông chủ, cũng như không phải ông chủ nào cũng lừa vợ, dối con để quan hệ ngoài luồng với người giúp việc. Tuy vậy chuyện này đã xảy ra khá nhiều mà vì chị hoặc thiếu thông tin, hoặc quá tự tin đến mất cảnh giác nên bây giờ phải gánh hậu quả cay đắng này thôi. Theo tôi, với những gì đã xảy ra trong câu chuyện sự thật ê chề trong phòng ngủ giữa ông chủ dễ tính và cô giúp việc trẻ đỉnh đoảng thì muốn giải quyết thấu đáo sự việc trước tiên chị nên cho cô gái trẻ kia nghỉ việc, thanh toán sòng phẳng công xá cho cô ấy và nhất định không nhượng bộ nếu chồng có ý định phản đối. Tôi biết chị ở vào hoàn cảnh không thuận lợi khi mà nhà là của bố mẹ chồng, con gái mới đầy tuổi. Nhưng thà công khai quan điểm của mình để có cơ hội níu kéo hạnh phúc gia đình, còn hơn âm thầm mũ ni che tai, chấp nhận sống cảnh chung chồng ngang trái với cô người làm đó. Hy vọng rằng chồng chị cũng như nhiều đàn ông khác khi vợ đang ở vào thời điểm nhạy cảm là bầu bí nuôi con nhỏ mà tìm vui ở bên ngoài chứ không phải đó là lối sống thường ngày của anh ấy. Chị cứ kiên trì, nhẹ nhàng thuyết phục chồng, khuyên nhủ, phân tích phải trái để chồng hiểu vai trò và trách nhiệm của anh ấy trong tổ ấm của mình để gia đình chị sớm ổn định. Chúc chị thành công và may mắn.